Nô Phước Thịnh cảnh báo về một đơn vị lừa đảo, tuyên bố nhờ pháp luật vào cuộc. Nô Phước Thịnh không khỏi bức xúc khi bị một đơn vị mời biểu diễn không đúng với yêu cầu ban đầu. Trải qua hơn một thập kỷ hoạt động trong làng giải trí, Nô Phước Thịnh vẫn là nam ca sĩ được đông đảo khán giả săn đón vô cùng nồng nhiệt. Chính vì vậy, mỗi sân khấu hoặc chương trình anh có mặt đều nhanh chóng trở thành chủ đề nóng được công chúng săn đón vô cùng nồng nhiệt. Tuy nhiên vì điều này, Nô Phước Thịnh không ít lần vướng vào những thông tin thất thiệt liên quan đến lịch trình biểu diễn. Mới đây Nô Phước Thịnh bất ngờ lên tiếng tố cáo một đơn vị tổ chức show có hành vi lừa đảo khi mời nam ca sĩ biểu diễn. Anh bức xúc cho biết, tình hình kinh tế khó khăn nên tuyệt đối mình không để những đơn vị tổ chức lợi dụng hình ảnh của mình để qua mặt khán giả của mình. Trước đó, quản lý của nam ca sĩ cho biết đã lập vi bằng để nhờ pháp luật can thiệp về vụ việc này, cảnh báo lừa đảo dành cho khán giả khu vực Hạ Long, Quảng Ninh. Ban tổ chức chương trình này ban đầu mời Nô Phước Thịnh biểu diễn với danh nghĩa sự kiện ra mắt bất động sản V. Hát nên mình nhận lời như thông thường. Nhưng sau khi nhận được poster, chương trình thì mình nhận biết đây là chương trình đơn thuần bán vé chứ không có ra mắt bất động sản nào cả nên mình đã từ chối tham dự. Không biết với lý do gì mà bên này vẫn tổ chức bán vé và bán với giá vé khá cao 1 triệu đến 3 triệu, một vé. Mình đang liên hệ chương trình gỡ mục bán vé này xuống và gửi vi bằng cho luật sư làm việc, đang ở đây để người hâm mộ và khán giả biết để không mua vé và bị lừa nhé. Sau khi biết thông tin trên, đa số khán giả đều khuyên Nô Phước Thịnh nên giải quyết triệt để vụ việc trên, giờ lừa đảo nhiều lắm, khó thế cũng nghĩ ra cho được, ghê quá. Ngủ, em cũng làm nghề. Ở Hạ Long mà sao chưa bao giờ nghe thấy địa điểm ca nhạc này nhỉ? Trò khôn lỏi này cũng gặp mấy lần rồi.